đi quy trình nó chỉ có vậy thôi, tất cả mình làm. Bây giờ em bắt đầu chuẩn bị nhớ đường, nhớ bài, nhớ cách làm nữa là được. Đi không nó đi tỉnh. Đi ai chịu ổn cho vài lần nữa là đấy xong. Và vẫn sẽ nhanh dần đi. Chưa, nó chưa báo gì, chưa được đi. Bắt đầu. Số 18 bắt đầu thi. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Nữa không đừng chậm quá. Đoạn dừng. Dừng xe chưa đến vị trí. Đấy. Mày lại cho em nhìn cái dấu. Lần sau em đi từ dưới hay lên. Đây ví dụ. Rồi. Đấy nha, đi chậm đi như này, đến dấu dừng lại. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe và khởi hành ngang dốc. Nghe cái dấu này vào cái cột đấy. Dừng xe chưa đến vị trí. Ra nhẹ nào, một tí để anh ra nhẹ một tí. Đấy, rồi. Đấy nha, lần sau em đi đến tầm này em dừng lại. Nó là đúng dấu nhé. Đừng có sớm quá mà đừng muộn quá. Sớm quá thì chắc chắn là bị trừ. Bài thi tiếp theo. Bài thi qua vệt bánh xe và đường hẹp vuông góc. Mình lại để em chậm chậm thôi. Đấy, tốc độ này. Đấy, như hai cái giờ em đỗ không đúng vị trí này mất hai em lỗi mỗi lỗi 5 điểm rồi. Thì thẳng nữa đây. Bắt đầu cua vào đây. Này số 18 này để đồ xe nó vào này bắt đầu trả nó thấy nó gần thẳng ra mình phải trả bớt ra này đấy xong bắt đầu mình nhìn theo làm sao cố căng cho nó thẳng thẳng thứ hai mũi tên đi chậm hơn để mình căng đấy, lần sau giữ được thẳng thái im như này là được là qua được cái bài về bánh xe. Nhanh tay thì tí nữa. Bài thi tiếp theo. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Xe số 19. Bánh xe đề vạch. Đi nào, chuẩn bị đi nào. Xe số 1 chết máy. Đông ơi, tí bà cầm một chị một ít tem với một ít túi đóng 2 cân để chiều cô chị cầm cho cô Trung nhá. Bài thi tiếp theo, bài thi đường vòng Đông quanh ơi. Co. Đem cái túi 2 cân nhá. Bài thi tiếp theo,
Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Bây giờ còn đỡ, mùa hè nắng đây, ô này nhìn thấy trống vàng luôn, nhưng mà mình đừng vua rộng quá, nó đẹp ở cái cạnh trọng thì nhá, hoặc là thậm chí đưa người xe người ta. Bài thi tiếp theo, bài thi ghép xe dọc vào nơi đỗ. Đỡ lại. Đừng xe đừng đỗ giữa đường này, nếu mà đỗ đây giữa đây thì mình đi nhẹ một cái là đâm lên vỉa hè này ngay, thế nên là vào cái là mình phải đỡ lại ngay. Đấy. Thế thì em vào cái ô kia cho nó dễ, ô nào cũng như thế thôi. Vào rồi xong mình lại đỡ ra. Căng làm sao cho thẳng, nhìn như đấy mày nó hơi xa. Chứ em đỗ ngang đấy ấy, thì nhẹ một cái nó quay lên vỉa hè. Ngang vai đây à. Đấy nhá, cái dấu chấm đen. Đấy, ngang vai đây, đến đây đánh hết ra ngoài. Đánh kịch ra ngoài. Cứ dừng lại bước đầu tiên ngang đấy dừng lại, đánh kịch ra ngoài, giữ nha, nhả chân ra. Nhìn thành xe này. Bao giờ nhá, bây giờ nhìn cái góc cua này vào nên hết cái đoạn đỏ đến đoạn trắng nó có đường dấu, nhìn chưa? Đó. Tiến thẳng lên, cứ giữ yên không được đổi hướng lại. Bao giờ Thành sẽ nhìn chưa? Sắp tới chưa? Đó. Nữa đi, một tí nữa. Rồi, sao? Giờ dừng lại, giờ làm sao? Kịch, với cái bài này là từ bên phải này đánh kịch sang trái. Kịch chưa? Rồi, về xuống luôn. Bài này khác cái bài ghép dọc. Ở đây bên bài ghép dọc các bài ghép ngang đúng không? Vuông chưa, nhìn thành xe. Vuông rồi thì phải trả lắm lát. Chứ còn khi đã vuông xe mà mình cứ để cái bánh xe nó trẹo đi. Như này là không được, anh nhìn biết là chưa được. Nó lệch đấy, nếu mà như này thì còn, nếu thẳng rồi là thẳng, mà không thì ít nhất còn lệch một vòng. Tiếp tục lùi nào, vẫn đang lệch bên trái một vòng nữa. Nào, thẳng ra vuông rồi phải được trả thẳng, có nghĩa là mình hiểu đang lệch về bên trái này, mình trả hai vòng thì nó sẽ về giữa. Một chút nữa là đi ra, tiếp qua vạch kén là xong rồi, đi ra, đi thẳng ra đã, ngang vai vào cái bờ con đường để đánh bắt đầu. Anh ơi, bảo nó ra dần đi, xong rồi tí lên xe rồi đi về. Bài thi tiếp theo. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Cái gì? Trái đó. Tí nữa vòng về ghép ngang thì anh bảo nó ra đây nhá. Không ra kia người ta lại tranh mất xe. Anh ấy rẽ trái, trái. Rẽ trái. Phải. Đừng bật xe nhá. Rẽ luôn. Anh ơi, để ý tí về đến nhà xe ngang bảo nó ra đây nhá. Không về kia người ta lại lấy xe. Đi tất cả em nhìn thấy xe đã đi theo hướng một hướng chiều, đi cùng chiều này xong rồi đến kia thì lại đi một chiều, đến từng bài một. Cũng được, vào đấy không nhớ ra. Chứ còn nó đông xe quá em cứ lên đây thì nó tin người chờ đây là không được, nên là mình phải biết hết. Đi đây ghép vào đây cũng được đúng không? Đã là mình biết chỗ nào đã tập mà, đã là tập thì mình phải tập hết. Nhớ nhá, tập xe thiết bị ở đây, tất cả những cái chỗ bây giờ ấy, cua quanh nó không bật xi nhan này. Ở đây đèn đỏ rẽ trái thì bật trái, rẽ phải thì bật phải.
quên rồi, bật xi nhan trước. Xe số nhớ anh bật xi nhan trước đi, bật xe số bắt đầu đi. Mùa này nắng hơn nó còn có nóng mà. Mùa kia cũng lửa hơn. Cứ thêm một trên một cái là người như mồ hôi như tắm. Nhất là học viên người ta tập căng thẳng mà ngồi rồi tay lên xong mồ hôi ướt đẫm. Nhìn cũng tội. Đợi ở đây nhá, kinh nghiệm nhá. Ví dụ qua đèn đỏ rẽ trái rồi, nếu mà nhìn cái đèn này 1, 2, 3, 4 đèn thứ tư mà nó nháy thì chắc chắn ở chỗ này nó sẽ hú đúng không? Nhưng mà nó không thấy nháy, đi được, thoải mái, mình không bận tâm đến chỗ này nữa. Đấy. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe chỗ có đường sắt chạy qua. Điểm cái 3 giờ nó hú nữa thì lại càng dễ, thế nên đừng có giật mình, đừng hoảng sợ. Độ đi chậm một tí nữa, đây dấu đây, ngang vào cột đường lại đi chậm. quá nhanh dừng xe quá vị trí nó sẽ rất khó. Bây giờ ví dụ này, anh muốn phanh lại đúng cái gốc cây em nhảy chân này đấy, muốn dừng cái cốt cơ quan qua giống như cái dấu của mình chẳng hạn đây. Bài thi tiếp theo, bài thi thay đổi số trên đường thẳng, dấu này dừng lại, thấy nó dễ không? Chứ mình cứ đi em nhảy chân nào, đây ví dụ đang đi này, muốn dừng dấu thì cứ nhanh nhanh như này. Đấy, đến lúc mình muốn phanh lại cái thì nó có thể là quá hoặc là chưa tới. Đi chậm thôi, cái chân mình điều khiển được nó mà. Đi muốn đi chậm mình là chậm lại. Chờ thẳng lái ra. Rồi, ga nhẹ đều lên. Đúng tốc độ lên nào. Đấy, tốc độ lên. Đây nhá, nhìn cái đèn nó nháy chưa? Thì có nghĩa là nó có thể là ở cái điểm này, đúng không? Hoặc là sẽ ở điểm kia. Lúc này nó chỉ còn hai điểm thôi. Nếu mà ở đây nó không kêu thì chắc chắn là kia rồi. Đấy, mình biết được rồi thì rất là dễ. Lần này ấy, mình cứ đi ra phân. Cái vẹt nhìn chưa, bên đây một bánh xe, bên đây nó phi một phát kìa, cái cây kia còn chết khéo kìa. Nhầm chân vì cái tình huống này, phanh thì không phanh lại ga nên phi một phát từ đây sang bên kia đường. Đấy, còn mới đây gần đây nhất, cái tuần hôm trước là cái xe nó lùi từ đấy, nó đoạn cỏ này nhìn chưa. Đấy, nó nheo một phát từ cái chỗ đây, cỏ vẫn còn đây. Cái xe đen kia, cái xe... Sước là đít đi hả? Cái xe đấy, xe 19 không phải, cái xe đen kìa, 41041 được. Mới sửa mất 2 mấy triệu á. Thì cho đến. Bài thi tiếp theo, bài thi ghép xe ngang và nơi đỗ. 41044. Con trai con gái. Ba đứa ngồi trên xe. Bốn đứa, một đứa gái nữa là bốn. Đến đây nhá, ví dụ ba bốn xe nó tập này, anh dừng lại, vừa trên ghế trống mình bắt đầu đi. Cái này nó ghép vào đây là cái kia vào đây. Mình đi thôi rồi. Vừa mới sửa xong. Con đấy tâm vào con số 5. Số 5 nhất này đã về đây chưa? Rồi, đến đây nha. Đừng con đi sát vào cái này quá. Đấy, xong lại tư vào. Quan sát cái này đúng không? Đấy. Tập cắt đường thành xe, đừng có đè vào phi vào này đường được. Ngang đánh kịch nào, dừng lại đánh kịch về số 10, về số 10 đã, trước tiên về số 10 này, đánh kịch về bên phải này, nhớ bài này, này. Dừng và cột này, đánh kịch về bên phải này, nhả chân ra, thành xe chiếu thẳng lên nhìn bên trái, chiếu thẳng vào góc của nhà xe đấy. Ôi quá, cái góc nó đâu, em nhìn cái góc nó đâu. Mà bây giờ nó cách cả bao nhiêu rồi? Đúng rồi, nó lệch một ít thì không sao, nhưng mà nó lệch cái này nó cứ khoảng nửa mét rồi. Đây nhả ra, đây
ít, nó lệch một chút này thì không sao, nhưng lệch nhiều quá thì nó sẽ lệch hướng. Rồi tiếp tục về lại xuống lùi nè. Bây giờ làm sao trả hai vòng lái? Cái kia thì đang kịch về phải, mình đánh kịch sang trái, nhưng mà cái bài ghép sang ngang này thì đang kịch phải rồi đúng không? Trả hai vòng, một vòng này tiếp tục một vòng nữa hả? Về giữa được rồi đấy, người thắng dưới em. Bao giờ bính bong hay dừng lại? Bính bong cái mà em không phanh được kịp, nó đi vào sâu quá thì nó sẽ thành xe, nó sẽ chạm vào cái vạch cảm biến này. Rồi trả kịch sang trái, kệ nó, cứ kịch sang trái đi. Bính bong hay dừng lại, đánh kịch sang trái tiếp tục lùi à, nhìn gương bên phải. Bao giờ thành xe song song với cái vạch cảm biến dừng lại? Đấy, trong trường hợp này thành xe gần chạm vào cái vạch ấy, và số tiến mình đổi hướng, mình sửa mà sửa sai, đổi hướng lái à. Tiến nhẹ lên nữa đi, khoảng 3 vòng. Rồi, tiến nhẹ lên nào. Rồi, đấy, thế thôi. Tiến nhẹ một tí thôi, xong lại về xuống lùi đánh kịch sang trái. Nào, nhanh đây. Chạm ra một tí, đấy, như này nó không chạm nữa. Xong chưa? Rồi, chạm hai vòng cho thẳng ra. 1, 2, rồi thẳng. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Đấy, 100 điểm. Cái này thì chiếu thẳng vào cái bít của nhà xe. Đúng. Còn cái kia thì chiếu vào chiếu cái chỗ vạch đỏ đỏ. Ừ, tất cả đâu mình chỉ cần nhớ bài, nhớ cách làm. Cứ làm đi lại em sẽ nhuần nhuyễn. Rồi đi. Và xin nhau phải. Bài thi tiếp theo, bài thi kết thúc. Trả thắng đây, trả thắng xe đây, bật sinh nhật lại. Ví dụ như không bật đi, quên đi, đấy em xem nó trừ 5 điểm. Không bật sinh nhan, chúc mừng bạn đã thi đạt phần thi lái xe trong hình. Tất cả các lỗi của nó như thế nào? Xe số 18, không bật sinh nhan, xe số 18 đã thi đạt. Rồi rồi.